I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. And no competition, there's competing for attention. And you like, I'm now no games. Oh baby, I've been peeping and you haven't been the same. Hello, chào tất cả mọi người đã bắt nhau rồi, các bạn sẽ lại ở đây. Trong TV ngày hôm nay thì ở trường của mình có một buổi chụp ảnh. Cô giáo của mình á có nhờ mình là làm người mẫu ảnh cho trường của mình. Vì vậy là hôm nay thì mình sẽ phải lên trường để chụp ảnh. Vì vậy là đã quyết định là mình sẽ quay lại cái quá trình mà mình chụp ảnh ở trường cho mọi người xem. Video này thì cũng sẽ khá là đơn giản thôi. Và mình mong là mọi người thích cái video này của mình. Trước khi chuẩn bị lên trường ấy thì mình sẽ đi tắm, sau đó thì mình sẽ ăn sáng này. Tiếp theo thì mình sẽ trang điểm để chuẩn bị lên trường nhá. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng theo chân mình xem ngày hôm nay mình sẽ làm gì nhá. Let's start. Hôm nay trong lúc đi tắm, mình muốn giới thiệu cho mọi người một loại sữa tắm mà dạo gần đây mình đang sử dụng. Đây là sữa tắm của Senka đến từ Nhật Bản. Để tắm thì mình sẽ bóp một lượng sữa tắm vừa đủ ra bông tắm nha. Sữa tắm này mình đã sử dụng cách đây được 2 tuần rồi và mình cảm thấy từ ngày mình bắt đầu sử dụng cho tới giờ thì da của mình đã mịn màng hơn rất là nhiều. Điểm mình rất thích của em sữa tắm này là tạo được rất là nhiều bọt luôn đó mọi người. Bọt dày mịn nên massage trên da rất là đã, không có bị chảy và xước da luôn. Mình thấy nếu mà nhà bạn nào có bồn tắm ấy thì mua cái sữa tắm này về xong đó tạo bọt xong rồi chui vào trong cái bồn tắm ngâm thì rất là thích luôn á. Nhưng mà tiếc là nhà mình không có bồn tắm nên là mình chỉ có thể là cho sữa tắm ra bồn tắm và tắm thôi mọi người ạ. Điểm thứ hai mà mình thích của em sữa tắm này là khi xả với nước thì cảm giác rất là dễ chịu, vừa ẩm nhưng lại không bị nhòn rít, đã vậy còn có mùi thơm rất là dễ chịu luôn đó mọi người. One hour later. Sau một tiếng tắm rửa gội đầu sạch sẽ thì mình cũng đã đi ra rồi đây. Như mọi người đang thấy thì giờ mình đang sấy tóc. Sấy tóc xong mình đã đi ra ngoài để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay mình sẽ ăn với cơm nắm bánh tam giác và uống cà phê. A few minutes later. Ăn uống no nê xong thì mình có một tiết học online môn kế toán nên mình phải vào để học. Bây giờ mình đang học các mọi người. Nhưng mà sau này mình phải trang điểm để lên trường để chụp ảnh nhá. Mình sẽ vừa học và trang điểm nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ bôi serum vitamin C của nha ba lần. X 쳤어? 네. 좀 느끼니? 오늘 첫날이니까 얘들아. Sau khi thoa serum xong, bây giờ mình sẽ thoa đến kem chống nắng. Kem chống nắng mình dùng cũng là của Senka luôn. Mọi người biết là dạo gần đây ở bên ngoài trời nhiệt độ rất là cao, nắng rất là gắt nên là việc thoa kem chống nắng là một điều cần thiết khi ra ngoài đường. Trước đây mình có từng xài qua kem chống nắng của Tắc Thờ Chát Đất Thứ mà mẹ mình mua cho mình, nhưng mà hình như da của mình không có hợp với cái kem chống nắng đấy hay sao á. Thế là hồi đấy da của mình bị kích ứng quá trời luôn. Thế là giờ sau khi mình xài hết cái kem chống nắng đó rồi thì mình mới đổi sang em này để dùng. Thì mình thấy nó rất là an toàn cho da nhạy cảm, không có bị lên mụn và làm kích ứng da luôn. Ngoài ra mình còn thấy chỉ số chống nắng của em này rất là cao, nhưng lớp finish rất đẹp, không có bị cạn trắng hay nhờn. Thoa kem chống nắng xong, bước tiếp theo mình sẽ sử dụng cushion của Clio. Đây là món quà mùng 8 tháng 3 của người yêu mình tặng cho mình, nhưng là từ đó đến giờ mình chỉ xài mỗi em cushion này thôi. Cushion này của Clio có độ che phủ rất là tốt và có khả năng duy trì gần như một ngày mà không bị chảy xuống. Sau bước đánh cushion, mình sẽ chuyển sang phần đánh phấn mắt. Phấn mắt mình dùng là của Alicia mọi người ạ. Bảng phấn mắt này có tone rất nhẹ nhàng, chủ đạo là màu cam đào. Nên là bạn nào thích kiểu make up Hàn Quốc nhẹ nhàng thì mình nghĩ là sẽ rất là hợp luôn. Chà chà, và đây chính là kết quả sau khi mình make up xong đây. Sau khi make up và học xong tiết kế toán thì giờ mình đang ra tủ đồ để lấy đồng phục mang theo. Trong tin nhắn nhà trường có gửi mình ấy thì nhà trường có yêu cầu là phải cầm theo đồng phục mùa đông và mùa hè nên là giờ mình đang đi chuẩn bị. Bây giờ thì mình sẽ đi thay đồng phục nha mọi người. Đây là đồng phục mùa hè của trường mình. Giờ thì mình sẽ đi thay nha. 1, 2, 3.
thay đồng phục mùa hè xong, bây giờ thì mình sẽ gấp cái đồng phục mùa đông này vào và sau đó thì mình sẽ cho nó cẩn thận vào trong cặp để mang theo đến trường. Chỉ còn một tiếng nữa thôi thì mình sẽ phải có mặt ở trường, nên là giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi ra ngoài thật là nhanh để không bị muộn giờ nha. Bye bye mọi người, mình đi học đây. Hiện tại mình đang trên xe buýt để đi tới trường nè. Sau 40 phút đi xe buýt thì mình cũng đã tới trường rồi đây. Mặc dù đã canh đúng giờ xe buýt nhưng mà mình vẫn tới chết tận 10 phút luôn đó mọi người. May mà cô giáo không có mắng mình á. Giờ thì mình đang di chuyển tới một căn phòng để chụp ảnh. Hôm nay thì ngoài mình ra thì còn có cả 3 người bạn của mình và các tiền bối nữa. Mọi người đã đến trường rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phòng để chụp ảnh. Hôm nay ăn mình. Hôm nay ăn đây. Hôm nay ăn đây. Mình đang ở phòng chụp ảnh nè. Đây là mình đang ở trong phòng chụp ảnh và mọi người đang rất là chăm chỉ. Đây là các bác chụp ảnh. Và đây là các bạn Hàn Quốc khi nói tiếng Việt. Xin chào các bạn. Để tí nữa chụp ảnh lên hình trông được gọn gàng hơn. Giờ mình sẽ buộc tóc kiểu buộc ngựa đầu để cho tóc mình không có bị che hết mặt á. Buộc tóc lên trông xấu quá rồi, mình lại bỏ ra mọi người ạ. Hello motherfucker. Ngón tay sao ôm nổi muộn phiền. Em đừng buồn nữa, em xứng đáng 10 người yêu. Cũng đã tới lúc chụp ảnh rồi, giờ bốn đứa mình sẽ đi ra góc kia để chụp ảnh nha. Để cho bức ảnh chụp ra được đẹp nhất, cô giáo và các tiền bối đã tới giúp bọn mình chỉnh lại đầu tóc và quần áo sao cho ngay ngắn nhất. Longer than a few minutes later. Mình để ý có nhiều lần mình quay vlog đăng lên á, có nhiều bạn khen nhà vệ sinh của trường mình đẹp và nhà trường của mình cũng biết điều đó, nên cô giáo đã yêu cầu bọn mình là sẽ chụp ảnh trong nhà vệ sinh và tạo một cái dáng kiểu như là hai bạn học sinh đang đứng selfie. Địa điểm tiếp theo mà bọn mình sẽ chụp ảnh đó chính là phòng thể chất mọi người ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi vào phòng thể chất để chụp ảnh nha. Bọn mình đang chụp ảnh với cái kính thực tế ảo. YouTube 여기에 올라가야 돼. 안녕하세요. 사과합니다.
few moments later. Địa điểm chụp ảnh lý tưởng tiếp theo là phòng máy tính với dàn máy tính Apple xịn sò của trường mình. Địa điểm chụp ảnh cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là quán cà phê của trường mình. Mặc dù hiện tại do dịch bệnh corona, quán cà phê này không có mở cửa, nhưng mà mình nghĩ là sau khi corona kết thúc thì quán cà phê này sẽ mở cửa trở lại. Bây giờ thì mình đang đứng chụp ảnh nè. Thế bọn mình chụp ảnh quá là chăm chỉ nên sau khi buổi chụp hình kết thúc, thầy hiệu trưởng đã mua kem và đồ ăn vặt cho tụi mình. Ở đây có kem, bánh gạo và kẹo dẻo mọi người ạ. Rất là nhiều đồ ăn luôn á. Two hours later. Hello mọi người, thì hôm nay mình cũng đã chụp đi chụp ảnh làm mẫu ảnh cho trường mình xong rồi. Bây giờ thì mình cũng đã về đến gần cửa nhà của mình rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi vô nhà đây. Video này của mình đến đây cũng khá là dài. Nếu như là thích video này của mình, nhớ cho mình like, share, subscribe kênh của mình nha. Cụt tốt, chú ai cũng tốt cho người ta. Và hẹn tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người những video sau nha. Bye bye, anh luôn. Chicago 18 Don't get me.